Đố em nha, có bao nhiêu loại kho cơ bản? Hả? Em không nghĩ là kho cũng phân thành nhiều loại khác nhau anh. Có chứ, kho cũng sẽ được phân loại nha. Phân tích theo cấu trúc của sản phẩm thì chúng ta sẽ có là kho đơn tầng nè, kho cao tầng có đường dốc và kho cao tầng có sử dụng than tải. Còn nếu như đứng về phía nhà phát triển bất động sản công nghiệp thì sẽ có hai loại kho. Một là loại kho tiêu chuẩn sẵn có, hai là loại kho được xây dựng theo yêu cầu. Trước mắt em là một sản phẩm kho cao tầng của công ty BW. Ở đây nó rất là nhiều tính năng hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường luôn. Với chiếc kho này thì được xem là một trong những chiếc kho cao tầng đầu tiên tại Việt Nam có sử dụng điện dốc. Hảo thật đấy. Và cũng giống như xưởng thì kho của công ty BW cũng đều được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn. Còn ở khu vực bên ngoài thì cũng đầy đủ các thiết bị CCTV, camera quan sát và đội ngũ an ninh bảo vệ túc trực 24/7 luôn. Và em mà muốn tư vấn cho khách hàng thì em phải nắm đầy đủ thông tin của kho. Nó bao gồm như là diện tích cho thuê nè, độ cao của trần nè, tải trọng sàn. Thì đối với cái tầng trệt là cái tầng ở dưới hồi nãy đó thì có diện tích cho thuê là 5.000m², tải trọng sàn là 3 tấn trên 1m², và chiều cao trần thì lên đến 9m, thì rất là dễ dàng cho cái việc lưu trữ và sắp xếp hàng hóa. Còn tại tầng 1 là cái tầng mình đang đứng nè, thì diện tích cho thuê khoảng 6.000m², thì mỗi kho đều được trang bị 3 sàn nâng cao 1.3m, thì rất là dễ dàng cho container vào để vận chuyển và sắp xếp hàng hóa. Điều quan trọng nè là đã là sale rồi là bắt buộc em phải đi thực tế, và khi đi thực tế như vậy thì em mới nắm rõ và hiểu rõ cái sản phẩm để mà tư vấn cho khách hàng của mình. Nhớ nha. Dạ rõ sếp.